Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bún riêu lòng lợn. Bây giờ Ngọc đã chuẩn bị xong rồi, Ngọc mời cả nhà cùng thưởng thức với Ngọc món này nha. Cũng rất là thơm ngon đây cả nhà ơi. Mình cho chanh vô ha. Ngon. Đây. Đó. Rồi, cậu trộn lên ăn nha cả nhà. Sức cái sắc luôn cả nhà ơi, ngon. Rồi, Ngọc mời cả nhà nha. Cho vô miếng mắm. Kẹt qua mặt trời luôn. Ngày xưa lòng ở bên Malai á, lòng heo á bán rẻ dữ lắm, có thể là người ta cho mình luôn á. Ngon. Nhưng bây giờ người Việt ăn nhiều quá người ta không có cho nữa, người ta bán không. Mà Ngọc thì Ngọc cũng thích ăn lòng lắm. Vì mình là người Việt Nam mà, cho nên là thích ăn lòng. Còn người Hoa bên đây thấy mình ăn thì người ta cũng ớn ớn. Nó ngon lã tả mồ hôi luôn.
tèo quá, nó mềm. Ngon quá. Ăn mà lá mồ hôi luôn cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.